Mạch khi mà xong thì nó sẽ như thế này. Mặt sau này. Cái mạch này mình có chia sẻ nhé. Mình có chia sẻ file Gerber với lại cái file nguyên lý cho các bạn tham khảo. Thì cái file Gerber các bạn có thể sử dụng một cái nhà cung cấp mạch in, ví dụ như ở đây mình sử dụng GNC-PCB. Chỉ cần tải cái file Gerber lên. Rồi sau đó chúng ta sẽ tùy chỉnh với số cái thông số, ví dụ như là các bạn thì tùy chỉnh cái màu mạch in này. Rồi cũng như là chỉnh một số cái thông số khác, ví dụ chất liệu hoặc là chất liệu đường mạch, độ dày đường mạch, vân vân. Rồi sau đó là chúng ta đợi khoảng 2 tuần, không đến 2 tuần đâu, 10 ngày thôi, thì các bạn có thể nhận được cái mạch in của mình. Đấy. Thì mạch này nó tổng giá nó khoảng 11 đô, hơn 11 đô một chút cho 5 bo mạch, giá cũng rất là hợp lý thôi. Đây là cái bo công suất. Cái vị trí này là vị trí của quạt tản nhiệt. Rồi chúng ta sẽ khoan hai cái lỗ như thế này và chúng ta sẽ đặt cái quạt tản nhiệt vào đây như thế này. Nó sẽ thổi và gió rất là mát. Đây là miếng nhôm tản nhiệt. Nhôm thì sẽ lắp như thế này. Gió này sẽ thổi vào giữa của cái khe nhôm này, rất là mát. Vị trí này là một cái cuộn cảm này, mình đã cuốn sẵn cuộn cảm này là 100 microhenry, với cái dây là 4 dây 1.2. cái dây này dây đồng rất là to. Cuộn cảm thì sẽ đặt ở cái vị trí này. Đây là tụ lọc đầu vào, vì cái mạch này nó cho phép điện áp vào khoảng 200V, do đó là mình sẽ sử dụng cái tụ 250V và 1000mi. Tụ lọc đầu vào thì sẽ ở đây. Đây là tụ lọc đầu vào, tùy hệ nhé. Hệ 12 thì dùng tụ 25, hệ 24 thì sử dụng tụ 35, còn nếu hệ 48 thì sử dụng tụ 63. Đây cái bộ điều khiển này chưa lắp xong hết. Bộ điều khiển thì sẽ gắn ở chỗ này. Đó. Ở vị trí này là con ốp tô lái TLP350 và đây là cái vị trí của bo nguồn. Ở mặt dưới thì ta sẽ có những cái cổng để kết nối PV và battery. Ngoài ra sẽ có một cái điện trở đo dòng ở đây. Ở đây là vị trí cầu chì bảo vệ. Mạch khi mà xong thì nó sẽ như thế này. Mặt sau này.
quạt gió thì nó sẽ thổi thẳng vào như này. Đấy. Thổi thẳng vào nhôm mà sau nó làm mát cái cuộn cảm này luôn. Giờ muộn rồi, giờ không còn nắng nữa, giờ là gần 12 giờ đêm này. Mình sẽ test nó với lại cái máy cấp nguồn nhá. Mình sẽ sử dụng máy cấp nguồn này. Đấy. Mình test nó. Mai trời nắng thì mình sẽ bê ra mình gắn tấm pin ở sau. Ở đây thì mình đã kết nối nó với lại một cái máy cấp nguồn này. Và cái điện áp ra thì đang chỉnh được khoảng gần 12V9. Và đây là cái tải này. Tải thì cái dãy bóng đèn này nó công suất khoảng hơn 200W. Cái điện áp ra nó vẫn rất là ổn định, gần 12V9 đấy. Và cái công suất thì nó tầm khoảng 250W. 250W cho cái đồng bóng đèn này. Giờ mình sẽ đo thử cái dòng điện đầu ra của nó nhé. Vừa nâng công suất lên. Cái dòng đầu ra đạt 17,5A này. Đó. Cái điện áp đầu vào thì nó là 6, mình đang để là 60V. Dòng 4,6A, công suất khoảng 200, gần 280W. Cái đầu ra mình chỉnh lên 13V này. Đó. Tiêu thụ là 17,5A. Rất là mát. Quả thật nhiệt thì chưa thèm quay luôn. Thì khi mà cái nhiệt độ nó lên quá 40 độ C ấy, thì là cái quạt tản nhiệt thì nó sẽ quay. Nhưng mà nhiệt độ thì vẫn rất là mát. Ok. Mai mình sẽ thử nó với lại pin mặt trời. Kết nối PV vào đây thay vì là kết nối từ máy cấp nguồn. Nó cũng tương tự nhau thôi. Rất mát. Đây là cái bo nguồn cấp trước này. Đấy, đây là bo dao động. Ok.